Ngay cả những người thân trong gia đình bác có lần trách bác là không quan tâm quê hương. Vì thấy bác về có 2 lần, còn khắp các miền bác đi bao nhiêu nơi. Vĩnh Phúc bác về tới 8 lần, Hải Phòng về tới 10 lần, về nhiều nhất là Bắc Ninh, xứ sở dân ca quan họ, 18 lần cơ mà. Nhưng mà quê hương Nghệ An, bác chỉ có thể đếm được 2 lần thôi. Bù lại, bác gửi rất nhiều thư cho Đảng Bộ Nhân dân Nghệ An, cho các cháu thanh thiếu niên nhi đồng Nghệ An. Và ở trong quê hương bác, dòng họ đấy cũng giục bác phải lấy vợ, để có người còn nối dõi tông đường. Bác hy sinh hết vì việc nước mà phải hy sinh việc nhà. Tôi không phải là người vô tình đâu, ở đâu cũng là quê hương. Đấy, bác viết thư ấy bằng tay, còn bút tích nguyên phóng to để treo trong nhà lưu niệm ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, ta về xem nhé. Nhưng các bạn trẻ này, trẻ là phải rất chú trọng tâm lý. Bác rất tinh tế chứ, bác ít về cũng phải thôi. Bác sinh ra từ mảnh đất miền Trung, bác biết rõ những nhược điểm tâm lý của con người Việt Nam, nhất là nông dân. Bác tránh tiếng một người làm quan, cả họ được nhờ. Thế thôi, phải thông cảm cho nỗi lòng của bác. Ngay cả trên đường chiến dịch hồi năm 50 ở Việt Bắc đấy, tình cờ trong cuộc hành quân bác gặp người cháu đấy nhé. Người cháu rất gần trong dòng họ. Cháu nhận ra bác rất là xúc động. Bác cũng rất xúc động. Nhưng bác khuyên thế này này, càng là con cháu càng phải gương mẫu và phải tự lực cánh sinh vươn lên, không có nhờ vả ai cả. Chỗ này bây giờ ta ngẫm lại, ta có thấy là phải học bác không? Trong khi chúng ta bây giờ rất nhiều điều đáng nói, đáng trách. Lợi ích nhóm, phe nhóm, kéo bè, kéo cánh, đưa gia đình dòng họ vào. Trong sửa đổi lối làm việc, bác chỉ trích đấy, chỉ thích dùng những người xiểm nịnh mà chán ghét những người cương trực, chỉ ưa những kẻ tâng bốc mình để rồi xuyên tạc những người tài giỏi, và như thế mắc bệnh hẹp hòi, rất có hại cho đảng, cho dân. Thì càng thấy rõ phải học bác như thế nào.